Chào anh em đang xem cái clip này của mình nha. Thì giới thiệu trước, mình là Tiến, số điện thoại để liên hệ với mình là 0706222435 nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em mình một cái mẫu súng bắn đạn cao su cao cấp. Đây là dòng súng bắn đạn cao su, tên của nó là CZ75, bắn bằng đạn cao su 9mm. Anh em nhìn thấy nè, thì toàn bộ của nó là full kim loại hết. Dưới bán ốp của nó là nó ốp gỗ, gỗ thật luôn. Ốp gỗ hai bên cầm rất là sướng tay luôn, cái cảm giác mình cầm gỗ thật khác với mình cầm những cán nhựa ABS. Nó hai cái loại chất liệu mình cầm giờ là khác nhau thôi. Thì cái con CZ75 này theo mình dịch Google ra thì nó là được nhập về từ Cộng hòa Séc, mà nên đất nước sản xuất của nó là Cộng hòa Séc. Nó cũng có để trên cái thân súng luôn nè. Rồi, mà cái điều quan trọng nhất của cái con CZ75 này anh em chú ý nè, là nó hai băng, một băng của nó là 14 viên đạn. Thì riêng cái dòng này anh em mình lấy thì mình tặng theo, tại vì nó đi theo là nó tới hai băng lận, còn một cái băng đạn secure nữa, một cái băng đạn dự phòng nữa. Là mình mua một cây này nhưng mà được hai băng luôn, anh em mà thấy tiện lắm. Còn CZ75 này ở nhà sản xuất nó tặng theo cho mình ta thêm được một băng đạn nữa, xài rất là ok luôn. Anh em không có sợ phải khi đang bêm nhau, khi đang bắn mà nó hết đạn, mình chỉ cần rút ra và thay băng đạn mới vô thôi, rất là tiện luôn. Hoặc là nó có hư hao gì thì mình cũng không sợ, tại nó có tới hai băng đạn lận. Thì mình bao anh em bắn vậy con CZ75 này thì mình có test rồi, nó rất là ok luôn. Bắn nó cầm kiểu nó sướng tay, mà nó nặng, nó đầm tay đã lắm. Nó vừa vắn chứ không phải là nó to quá, nó nặng quá đó, mà không phải nó nhẹ quá, anh em bắn rất là sướng luôn đó. Cái con CZ75 nè thì nó có một cái bản mình về được là nó có cái màu đen, full đen như thế này thôi. Rồi cái bán của nó là ốp gỗ. Thì nó về nó cũng full box hết, nó hợp hết đồ đàng hoàng hết CZ75. Mình quên nữa, mình nhắc lại cái cách giao dịch của shop mình một lần nữa nha. Mình quên nói thì shop mình là chỉ nhận chuyển khoản thôi, không có code, cũng không có giao dịch trực tiếp. Anh em mình lưu ý nha, chỉ nhận chuyển khoản đủ 100% rồi mình mới gửi hàng. Thì cái con này mình báo giá với anh em mình luôn là 25 triệu với con CZ75 này. Mình tặng kèm theo cho anh em là 12 viên kẹo. Anh em nào muốn lấy thêm thì cứ liên hệ với mình. Lấy đạn thì cứ một viên 100 ngàn. Một viên 100 ngàn thì anh em tùy, anh em muốn lấy thêm thì lấy. Đó, rồi CZ75 mình tặng theo là 12 viên. Rất là lợi luôn, rất là tiện luôn. Nó đó, cầm thì phải nói là rất là chắc tay. Băng của nó là anh em thấy hai băng không? Hai băng đạn mình đang để nè. Đó, một băng của nó là 14 viên. Đó, mình cái riêng cái con này nó được hai băng đạn luôn, rất là sướng luôn. CZ75 mà. Đây. Đấy, mình vô đạn nè. Cũng rất là đơn giản thôi. Anh em nào chơi quen tay rồi mình thao tác nhanh lắm, không có gì phải khó. Lúc đầu anh em mới lấy về thì cái băng và cái lò xo trong cái băng đạn này nè nó còn cứng. Thì anh em xài một thời gian thì nó sẽ dễ vào hơn nha. Lúc đầu thì mình chắc mình không có vào được 14 viên đâu, nặng lắm. Anh em mình vào tầm phải 10 viên, từ từ cái băng nó giãn ra, băng đạn nó giãn ra rồi mình vào được hết. Thì mình lưu ý anh em mình để mình kéo lên. Đấy, mình kéo lên đạn đó, nó lên đạn như thế này là còn một cái viên ở trên nòng nữa, anh em mình lưu ý nha. Đó, khi mà mình kéo lên đạn xong thì mình đã gạt lên, mình khóa an toàn lại đó, để cho nó an toàn cho mình nha. Cái này thì nó còn mới, nó hơi nặng. Đấy, mình giật nó ra rồi, nó như thế là hết nha anh em, nó trả về như thế là hết. Rồi, mình cũng kết thúc video tại đây đi. Anh em mình mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp theo số điện thoại của Tiến 0706222435 nha. Rồi, anh em xem kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt anh em.